Vào chiều nay ngày 29 tháng 3, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức buổi tọa đàm bản chất kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 năm 1946, 11 tháng 4 năm 2024. Tại buổi tọa đàm, các thành viên Liên minh Hợp tác xã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành và phát triển Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4, khẳng định những đóng góp to lớn của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong công cuộc xây dựng đất nước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 312 hợp tác xã, trong đó có 236 hợp tác xã nông nghiệp, còn lại là phi nông nghiệp. Nhìn chung, các hợp tác xã hoạt động tương đối ổn định, hiệu quả. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng xã nông thôn mới được hình thành, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế trong tỉnh. Tại đây, các thành viên cùng thảo luận những hạn chế của công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể hợp tác xã, định hướng bao tiêu đầu ra cho hợp tác xã, từ đó cùng nhau khắc phục khó khăn đưa kinh tế tập thể, trong đó có nòng cốt là hợp tác xã ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tỉnh nhà. Buổi tọa đàm nhằm hưởng ứng tháng hành động vì hợp tác xã, lần đầu tiên do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, diễn ra trong năm 2024, cao điểm từ ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến ngày 29 tháng 4 năm 2024.